Center, gói trọn phong cách sống hiện đại và bình yên giữa quần thể sân golf đầu tiên và duy nhất tại Tây Bắc Sài Gòn. Vùng đô thị Tây Bắc Sài Gòn thuộc quy hoạch quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh có lợi thế lớn, chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30 km. Thuận lợi để phát triển công nghiệp xanh và du lịch văn hóa. Dựa trên lợi thế của vùng đất Củ Chi, Trảng Bàng, Đức Hòa, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa và xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi là Green Center, nắm giữ vị trí lõi trung tâm, khoảng xanh được giữ lại, giữ lấy lá phổi sạch trước áp lực đô thị hóa của vùng trung tâm. Green Center có lợi thế lớn khi nằm tại mặt tiền đường chính DT822, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, điểm giao với tỉnh lộ 7 và hương lộ 10, là trục đường quan trọng kết nối với quốc lộ 22 đi thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và quốc lộ N2 đi Long An và tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Westlake Golf and Villas quy mô lên đến 200 hectare là tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ thể thao, giải trí lớn nhất và duy nhất của vùng Tây Bắc Sài Gòn. Green Center hấp dẫn nhà đầu tư và các golfer bởi hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế, gồm sân golf 27 lỗ, clubhouse 4 hectare với hồ bơi chuẩn Olympic, trung tâm hội nghị và sự kiện, nhà hàng spa sang trọng, cao cấp hàng đầu. Sở hữu vị trí trung tâm vùng đô thị Tây Bắc Sài Gòn, Green Center có lợi thế lớn khi là điểm kết nối các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đến các tỉnh thành và khu vực lân cận. Trong 30 đến 45 phút, kết nối với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 22 về hướng ngã tư An Sương. Trong 45 phút, kết nối với đô thị Phú Mỹ Hưng hoặc các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ N2 và tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong giai đoạn 2020-2025, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có chiều dài hơn 53 km được đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về cửa khẩu Mộc Bài và các khu vực của Tây Ninh xuống tầm 45 phút. Đây là cú hích lớn cho giá trị đặc biệt của Green Center. Từ vị trí dự án đến tuyến cao tốc này không quá 10 phút. Các tuyến đường nhánh có lộ giới 30m kết nối hai khu vực Hóc Môn, Củ Chi với Đức Hòa, phục vụ nhu cầu giao thông cho công nghiệp, dân sinh của toàn vùng đô thị. Với lợi thế trong 10 phút di chuyển đến Củ Chi và thị trấn Hậu Nghĩa, huyện lỵ Đức Hòa, cư dân Green Center rất thuận tiện trong việc sử dụng các tiện ích như chợ, trường học, nhà hàng, các bệnh viện lớn, đa khoa Củ Chi, đa khoa Xuyên Á. Di chuyển chỉ 15 phút, cư dân sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản nông thôn Nam Bộ của vùng đất Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Đức Huệ. Luôn được tận hưởng không khí trong lành, dạo bộ, đạp xe quanh các thôn xóm giữa những con kênh, cụm trúc, hàng tre xanh mát. Dễ dàng đến tham quan các di tích thắng cảnh như địa đạo Củ Chi, nhà thờ Tha La, Trảng Bàng, tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen. Nằm tiệm cận trong bán kính 10 km với các khu công nghiệp, các cư dân là giới doanh nghiệp, các chuyên gia sinh sống tại Green Center rất thuận tiện khi làm việc tại các khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Linh Trung 3, Trảng Bàng, cụm khu công nghiệp Đức Hòa, Hải Sơn và hàng loạt các nhà máy trong vùng đô thị Tây Bắc Sài Gòn. Green Center, viên ngọc xanh giữa quần thể sân golf đầu tiên và duy nhất tại Tây Bắc Sài Gòn.